Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một cái event để nhận 50 top cần có kỳ hiệu là TCC nha các bạn. Thì để tham gia với hôm nay các bạn cần click phần link mô tả của mình mở cái link form ra nè. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn xôn xào kênh Telegram group nữa nè. Thì những cái event này mình tìm kèo không có tìm chỉ lại kênh nữa các bạn. Mình tìm chỉ những mọi group phong phối điều cho tất cả các bạn không. Random thì may mắn mới được các bạn. Rồi bạn theo dõi các bạn, rồi bạn có đúp lên nè. Rồi tiếp tục thì các bạn copy cái hashtag từ chữ Chiistan QB nè. Đây là tôi cần nêu câu lạc bộ nha các bạn. Rồi các bạn copy cái hashtag đó vào, rồi các bạn tan ba người bạn mình vào nha các bạn. Rồi bạn nhấn vào đây. Rồi các bạn tự quyết lên nè. Sau khi các bạn tự quyết lên xong thì các bạn mới đúp lên phong nè. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn khai báo địa chỉ email của tất cả bạn vào nè. Dòng thứ hai thì các bạn gửi lên cái link request nè. Thì bạn mở Twitter tất cả bạn nghe lại nè. Bạn nhấp vào bao gánh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn chia sẻ lại cái bài các bạn đã tweet nè. Rồi các bạn bắt đáp lên nghe tất cả bạn. Rồi bạn nhắn vào đây. Tiếp tục các bạn điền username Twitter. Username Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. A cộng win v nè 9. Rồi tiếp tục thì bằng điện là username Telegram bạn đã xôn xào ai góp nữa các bạn, cộng anh 3 số 1 3 số 2. Rồi tiếp tục bạn gửi địa chỉ VPN sao mã chain trên YouTube Wallet của mình nha các bạn. Dự án này không có ghép các bạn ơi. Rồi bạn bắt đáp lời bạn gửi vào đây nè. Rồi các bạn bấm yes hết cho mình nha các bạn. Rồi các bạn kiểm tra lại một lần nữa có chính xác thông tin không nha các bạn. Nếu chính xác hết thì bạn bấm gỡ nữa. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia một chương trình góp nhận 50 top cần TCC đến em kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.